Blogger người Nga Ruslan Solokovsky đang đối mặt với án tù do anh đã đăng một video lên mạng xã hội và YouTube về việc chơi Pokemon Go ngay nhà thờ Orthodox. Chính quyền thành phố Zakarinburg đã ra lệnh bắt thanh niên này do vi phạm luật cấm chơi game Pokemon Go ở những nơi công cộng như trung tâm hoặc các nơi có tính chất tôn giáo ở Nga. Solokovsky là tài khoản có khoảng 200.000 người theo dõi trên YouTube và anh đã upload một đoạn video thể hiện mình đang chơi Pokemon Go và tung ra những lời lẽ xúc phạm đến chính quyền cũng như nhà thờ này. Điều này cho thấy anh đã và đang vi phạm về nhiều khoản. Chính quyền sau khi bắt giữ thanh niên này cho biết, tội của Ruslan Slokowski có thể sẽ phải lãnh án 3 năm tù nếu bị tòa án kết án là có tội. Trong thời gian qua, Pokemon Go là một đề tài gây tranh cãi bởi sự phát triển nhanh chóng của nó, cũng như là việc một số chính phủ đã ra lệnh hạn chế vì cho rằng trò chơi này đang chứa đựng nhiều nguy hại đối với các bí mật quốc gia, cũng như các địa điểm cấm của chính phủ.